Lại gặp cao thủ ăn 10 trái ớt, nhưng em trai mới là trùm cuối khi bệnh nặng chỉ đòi mua gỏi, lý do ăn vụng mồi nhậu của ông anh quốc dân. Mười cái phải không? Dạ, ok. Với lại một phần cũng đủ tôm. Luộc hải sản đi. Rồi, luộc hải sản. 10 trái trước nè. 4, 5, trái bồi nó cay lắm. 8, 8, 9, 10. Những phần đó là ăn liền, còn phần kia là về cũng chi được. Bữa anh em bệnh nó rồi ăn á mà. Có trong cưng mê sản không? Không chịu ăn cơm, chịu ăn nước chứ. Thôi ăn này à. Bữa mua về cho nó ăn ké đó. Dính luôn. Dạ. Bữa mưa, hôm nay mua nè. Mua mấy lần rồi. Bây giờ hết bệnh chưa? Hết rồi anh. Hết rồi. Đây là 10 cái nè. Còn kia 5 trái ớt nha. Ok. Giờ nhắn từ lúc 12 giờ đêm nó mới ghê chứ. Ớt và tỏi khi giã sẽ cho hương vị thơm và cay hơn xay, và cắt 10 trái ớt bên mình được giã với lực giã rất mạnh và làm cho hột ớt nát ra nên sẽ cay hơn. Do đó các bạn cần cân nhắc kỹ trước khi thử nhiều trái nhé. Em chuyển khoản. Rồi ok. Cái đặc biệt lấy đủ anh ha. Hai cái đủ đủ hết luôn á. Không sợ hết luôn. Em chừng gà tôi thấy gà. Thấy không? Dạ một trái. Giờ lấy gì nhắc lại nè. Lấy tôm 3 kg với lại lòng. Rồi, 3 thứ. Giờ lấy cái đâu? Có 10 đi, chị dễ lại. Thôi. Để đi. Rồi, dạ thiếu luôn anh trai. Con mềm báo quá báo à. Mua về nhậu ngồi nó là nhưng mình nó rồi. Sau nhậu là phải giấu giấu vô. Đừng để không thấy không đòi nữa. Nó là êm luôn. Ok. Cái gà lấy gỏi ha. Mấy chớ đây em ơi. Một trái. Một bớt. Em ăn liền không? Dạ liền. Liền. Đúng không?